I won't show it to you. Đã đến giờ họp lớp thì các bạn đầu tiên là mình xin giới thiệu cô giáo chủ nhiệm của lớp mình, cô Lê Thị Thái. Mời cả lớp cho một tràng pháo tay. Trà Cổ. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, kính thưa các bạn, kể từ ngày chúng ta chia tay các thầy cô, bạn bè, rời xa mái trường thân yêu, nay đã trải qua 20 năm. Ngần ấy thời gian, mỗi chúng ta bị cuốn theo dòng xoáy của cuộc đời, với bao nghĩ suy, lo toan cho cuộc sống, với bao niềm vui, nỗi buồn, nhiều thứ đáng nhớ. Nhưng có một điều, chắc chắn rằng trong mỗi chúng ta không thể quên được những ngày còn học chung dưới mái trường thân yêu này. Mỗi năm hè đến, cánh phượng hồng như đang rực cháy, những hình ảnh kỷ niệm áo trắng ngày xưa bất chợt lại trào dâng lên trong lòng. Một nỗi niềm bồi hồi, xúc động. Và trong cảm xúc đó, chúng ta muốn được trở lại mái trường thân yêu để một lần được gặp lại các thầy, các cô và các bạn. Kính thưa các thầy cô, thưa các bạn, vậy là 20 năm đã trôi qua, 20 năm rời xa mái trường và bạn bè thân yêu, chúng ta như đàn chim tung cánh hòa vào bầu trời bao la đầy xúc động. Đúng là thời gian trôi qua chẳng chờ đợi ai bao giờ. Mới ngày nào là một học sinh lớp 6 ngây ngô, bỡ ngỡ, hồn nhiên trong sáng. Ấy vậy mà sau 20 năm đã trở thành một người trưởng thành tất bật với bao bộn bề của cuộc sống. Dù mỗi người một công việc khác nhau, nhưng hôm nay đã cùng nhau trở về đây dưới mái trường trung học cơ sở Trà Cổ để kỷ niệm 20 năm ngày trở về. Mỗi con người trong suốt cuộc đời mình, chắc ai cũng có một thời để nhớ nhung, để hoài vọng và cả một vùng đất để yêu thương, để quyến luyến.
Đối với chúng em, mái trường trung học cơ sở Trà Cổ, thầy cô sẽ là ký ức đẹp nhất. Mái trường này, mỗi chúng em được các thầy, các cô chắp cánh với bao ước mơ, hoài bão của cuộc đời. Chúng em càng biết ơn các thầy giáo, cô giáo, biết ơn những người đã năm tháng được sống, được học tập dưới mái trường thân yêu. Dù ở đâu, làm gì, mỗi chúng em luôn luôn trân trọng những bài giảng của thầy, lời dạy của cô và kỷ niệm thân thương tuổi học trò. Có nhà thơ đã viết, giá có thể thêm một lần ngồi học thương nhớ này theo suốt đến mai sau. Vâng, dù tháng năm cứ trôi đi về đâu thì chúng ta vẫn nhớ đến mái trường này, nhớ đến các thầy, các cô, bạn bè thân thương. Kính thưa các thầy, cô, thưa toàn thể các bạn, nhân kỷ niệm 20 năm ngày trở về và tri ân, em xin thay mặt các bạn khoa học 197-2001 bày tỏ liền kính trọng, sự tự hào và lòng biết ơn sâu sắc từ các quý thầy cô. Kính chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, vững tay chèo đưa nước thế hệ học trò tới bến bờ tri thức. Em xin chân thành cảm ơn ạ.